Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác video ở bên em lắp đặt chiếc camera hành trình WebVision M39 ở trên chiếc xe Toyota Hilux của bác Tài ở Hà Nội. Ok, đây đang là những cái công đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện cái camera sau. Camera sau thì với 4 mắt LED hồng ngoại sẽ giúp các bác là quay buổi tối cũng như là lùi sẽ rõ nét hơn. Ok, camera sau thì sẽ gắn bên trên lên biển số xe. Đây. Đấy, với cái góc quay là gần như hoàn toàn là cái phía sau xe sẽ giúp các bác là vừa lùi là camera lùi và cũng là camera quay hành trình phía sau. Với những xe mà chưa có camera lùi thì đây đang là một cái thiết bị tương đối thích hợp. WebVision M39 là camera hành trình dạng gương được ốp lên chiếc gương nguyên bản của xe. Ok, chúng ta cùng lên xe nhé để trải nghiệm xem các tính năng. Ok, đây. Ok, chúng ta cùng ngồi ghế đằng sau nhé. Xem. Hai lần nữa tắt hình gương. Ok. WebVision M39. Đây nhá. Camera hành trình dạng gương. Bây giờ là dạng gương. Vào phần ghi hình này. Nhất là vào phần ghi hình. Đây. Ok. Đây phần ghi hình đây. Đây là cam trước, đây là hai cam, đây là cam sau. Thì em sẽ vào phần ADAS này. ADAS này để em chỉnh căn chỉnh nó báo lệch làn các thứ ấy. Đây, cái vạch ở đây này, cái vạch giữa. Không, anh đây là chuẩn gương của anh à, đúng không? Để em căn chỉnh. Cái vạch này nó ở giữa đậu mũi xe, ở giữa tâm xe. Cái vạch này ăn xuống con đường, cuối con đường, ăn xuống mặt đường. Thì em chỉnh cả. Cam hơi quay lên đúng không? Cái mắt cam đằng trước bác có thể mình điều chỉnh lên xuống được ạ. Lên xuống sang trái sang phải được. Ok, đấy, bên em đang hướng dẫn bác Tài sử dụng cái camera hành trình WebVision M39. Đây là chức năng căn chỉnh ADAS để giúp chúng ta là cảnh báo khi đi sai lệch làn đường, cảnh báo va chạm sớm và nhắc xe di chuyển. Đây là một trong những tính năng thông minh của chiếc camera hành trình thông minh WebVision M39 này. Tiếng, nếu mà anh muốn ngắt tiếng thì anh tích vào đây, có nghĩa là nó thu âm lại những cái cuộc nói chuyện ở trong xe. Và nếu muốn tích thì bác bỏ đi, hiển thị nút nổi trên mọi màn hình. Lúc nãy em vừa hướng dẫn bác là bất kỳ ở đâu mình có thể xem hình ngoài, hiển thị thông tin GPS, nghĩa là video xem lại là nó sẽ có tốc độ. Xong, đây là phần ghi hình, còn đây là phần chỉ đường.
chưa hướng dẫn anh cái phần đề mục này. Đây, đây là máy ảnh như này, như là anh thấy hình ảnh này anh có thể ấn đây anh chụp luôn được. Đấy, có khi mình vào xem ảnh xem video anh vào mục trên này. Đây, nó có cam trước này, cam sau này, hai cam này. Cam trước anh có thể xem lại video đây. À đây, em phải tắt nó đi đã. Tốt. Đường quay. Đường quay để mình vào mình xem video. Đó. Cái này cảnh sát giao thông bắt lỗi cho mình có thể. Đây là mình lấy ra mình đang xem lại, mình xem được video luôn. Đây. Cam trước. Đây, đây là đang xem lại nhá. Thì nó sẽ hiện tốc độ ở đây. Đây. Hiển thị cái thông tin có. Tốc độ mình đi chạy bao nhiêu nó đều ghi trên đấy ạ. Đây, đây là xem lại nhá. Còn đây là chỉ đường này. Đây là chỉ đường. Em cài đặt hết cho anh. Khi mà anh mở đây vào tìm kiếm đường, anh vào đây. Nó sẽ có hai mục: theo địa chỉ và theo địa điểm. Theo địa chỉ có nghĩa là anh biết tên đường, tên thành phố, số nhà cụ thể rồi thì anh vào theo địa chỉ. Việt Nam này, vùng hành chính anh có thể chọn bất cứ một tỉnh nào. Em chọn Hà Nội chẳng hạn. Hà Nội ví dụ em chọn Thái Hà chẳng hạn. Tháo cho anh dây. Đây là mình biết tên đường rồi nhá. Số nhà cụ thể, số nhà này. Số nhà ví dụ là mình chọn Bừa đi. Số nhà 45 chẳng hạn đúng không ạ? Đây. Cái này mình ấn đi. Đấy. Đây, ấn đi này. Đấy. Thì nó sẽ hướng dẫn mình bằng giọng nói luôn. Đấy. Còn khi mà anh muốn mình nó giả lập cung đường của mình đi, anh không biết nó đi đường nào thì anh có thể anh vào đây anh vào minh họa lộ trình anh có này. Đấy. Bây giờ nó sẽ giả lập cho mình. Đấy. Anh muốn dừng lại cái minh họa thì anh vào đây dừng minh họa. Đấy. Còn anh muốn xóa cái lộ trình mình vừa chọn thì anh lại vào đây dừng hướng dẫn lộ trình. Đấy. Thì con cam này nó sẽ trở về vị trí ban đầu, nghĩa là mình chưa chọn. Còn cái mục thứ hai em bảo anh địa điểm ấy. À đây, địa điểm này. Cái địa điểm này này. Được rồi, chính tại này. Có nghĩa là anh chưa biết là cụ thể nó ở đâu. Hay là ủy ban nhân dân huyện, hay là bệnh viện, hay là trường trạm gì đó. Hay là hồ hiếc gì đó. Thì hoặc là cây xăng hay là gì đó, nhà hàng thì anh vào cái địa điểm này. Anh chọn em tất cả cái địa điểm. Ok, như các bác thấy trên màn hình ấy, thì ngân hàng tài chính khách sạn dịch vụ này nó nhiều lắm. Kỹ thuật này đang hướng dẫn cái bác tài sử dụng cái ứng dụng dẫn chỉ đường Navitel. Thì ứng dụng dẫn chỉ đường này được hãng WebVision mua bản quyền của Navitel và được cập nhật 3 tháng một lần. Cái này thì các bác dùng miễn phí trọn đời nhá. Vì bên em đã mua cái phần mềm bản quyền ở trên cài đặt sẵn ở trên thiết bị rồi. Đây em sẽ back lại nhé, vào lại nhé. Địa điểm, vị trí hiện tại. Ví dụ như Nội Bài, sân bay này.
địa chỉ cụ thể. Địa điểm cho máy đâu cả, đánh hết sân bay Nội Bài này. Đây nó sẽ có sảnh này sảnh nọ. Đấy, đây một địa điểm chọn này. Khi mà anh ấn đi thì bao giờ nó cũng có ba cái lộ trình cho anh chọn, một là 2,7, hai là 2,29 này, 3 là 31 này. Này, từng cung đường một. Nếu mà anh không biết nó đi đường nào thì anh có thể cho nó minh họa lộ trình giả lập từ trước. Cái này nó hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt bác nhé. Được. Còn đây vừa muốn chỉ đường này. Đây. Đặt một lần để chuyển đổi. Em vừa xem hình và nhấp nút để vào DVR. Đây là đằng sau. Cứ để cho cái chế độ ghi hình bình thường đang đi đi. Còn tìm hiểu sau. Vâng, còn đây những cái chức năng ví dụ như là Bluetooth này thì anh có thể anh kết nối với điện thoại rảnh tay trên này này. Đây, cửa hàng trò chơi thì mình có thể mình tải về ứng dụng của nó về CH Play. Nó như một cái hệ điều hành điện thoại Android của anh. Còn đây là cái ứng dụng này. Đây, ứng dụng của nó đây. Tất cả nó như cái hệ điều hành thoại của anh. Đây, còn là cái FM này. Cái FM này thì nó có thể kết nối với lại cái được không dây qua âm thanh trên loa của anh. Đấy, bây giờ anh bật cho em cái một tần số FM ở trên xe của anh đi. Đây, bây giờ đây. Tần số FM bất kỳ. Tần số nó không có đài ấy, nó không nhiễu. Sang FM ạ. FM. Đây đây đặt bật đây cơ. Bác bật chế độ FM 1 đi. Rõ ràng là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của cơ quan. Tần số nó đâu nhỉ? Đây chuyển chế độ FM 1 rồi đúng không ạ? Sang band rồi, vào band kìa. Cạnh bên phải. Đây. Mà Ngài Phương và bác sĩ Thái Thanh Thủy đến từ bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Về đóng cuộc trò chuyện vừa đóng. Rồi, những trao đổi của bác sĩ Thái Thanh Thủy đã giúp cho chúng ta hiểu nhiều hơn về căn bệnh thừa cơ đơn ta ở trẻ nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại bác sĩ trong các chương trình kỳ sau. Chuyên mục dinh dưỡng cho con. Chuyên mục dinh dưỡng cho con. Đó, cho nó ăn dùng tần số với nó. Tốt nhất cái này mình chọn cái không có đài thì nó mới không rè. Cái này tần số đang có đài. 05. 05 không. Không được. Thì như là chia 89,5 đi. Còn 89,1 được ấy. Mét giới hạn tốc độ 60 km/h. Đấy, thế bây giờ sẽ ăn vào cái loa này luôn này. Đây. Đấy, khi mà kết nối cái camera hành trình WebVision M39 để truyền âm thanh xuống dàn âm thanh trên xe thì chúng ta có thể hoàn toàn nghe được những âm thanh ở trên xe. Chuẩn bị cách 100 m rẽ trái. Rẽ trái, sau đó rẽ trái. Rẽ trái. Đây. Không cần thiết thì anh phải tắt đi. Được.
bây giờ muốn theo dõi lộ trình từ xa thì anh phải lắp sim vào đây. Anh vào máy của anh tải cái phần mềm này về, file sheet này về. Để theo dõi từ xa. Cái này bác có sim 4G không? Sim 4G thì có nhưng mà đang dùng điện thoại không muốn cho nơi đây. Vâng. Để lúc nào kiếm sim khác. Khi nào anh qua đây em hướng dẫn anh cũng được. À, rồi. Thôi sơ bộ thế đã. Vâng. Cái này là một phát wifi luôn bác nhé. Vâng. Phát wifi luôn đây. Tất cả cái là có khi mà lắp sim này nó thì thể hiện cái dung lượng lên đây. Đây. Dung lượng của mình sử dụng bao nhiêu này. Nó hiện hết lên đây. Cô này nó chỉ vậy thôi. Còn bác muốn dùng gương thì mất tắt 2 lần, dùng gương luôn. Còn khi mình muốn dùng camera thì mình ấn 1 lần thôi. Ở đây, anh đặt cô lên nhé. Gài số luôn. Chưa ghi hành trình trước. Đây nó có 2 cam nó ghi luôn rồi. Khi nào nếu mà nó không hiện chữ số 2 này, 2 cam này. Rồi. Là có nghĩa nó sẽ mất một mắt. Mất một mắt. Đấy. Là mình sẽ biết hoặc là đây. 2 cam là 2 cam ở đây à? Hay là 2? Đây, một mắt ở đây. Cam trước, cam sau. Cam trước, cam sau. À, nó sẽ đồng thời. Đây, đây là cam sau đây. Đây 2 cam này. Ok, vừa rồi là chiếc camera hành trình WebVision M39 được lắp đặt trên chiếc xe Toyota Hilux. Thì bên em vừa hướng dẫn xong. Thì rất là cảm ơn bác Tài đã quan tâm và ủng hộ WebVision. Ok. Đấy. Thì em xin dừng video clip tại đây. Chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn. Rất cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ WebVision trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.